thơm quá. Ngon. Ngon đi. Này 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 này. Trời ơi, dì mới ra đằng sau một cái là dành về em ăn đúng không? Nhưng mà em đô la cho con ăn mà. Phải không cả? Nhưng mà không phải đồ của mình thì không được lấy. Cái này là dì mua cho em đô la mà. Nhớ chưa? Từ lần sau trừ nha, không được nha. Dì không thương con rồi. Dỗi rồi đó. Mình hư ghê luôn. Để mẹ gấp cho con nha. Ăn đi con. Chị gì gấp cho con với. Gì? Con lớn rồi muốn ăn gì từ gấp chứ. Mẹ gấp cho con xúc xích này con. Nó miệng ra mẹ đút nè. Ăn lẻ lên nha. Này này này. Cái này nhiều này sao không ăn? Cái này được ít à. Để em ăn còn lấy sức đi học chứ. Ở nhà chơi không có làm gì đâu mà đòi ăn đồ ngon vậy. Này ăn đi. Mẹ ơi, chị giờ rồi con phải đi học đây. Thế con cái mẹ ăn no chưa? Rồi. Để mẹ mang cặp cho con để con đi học nha. Dạ. Mang cặp vào thôi. Con trai mẹ đi học giỏi lấy nhiều điểm 10 nha. Dạ. Bye bye mẹ đi học. Chào con trai. Con ăn xong chưa? Dì ơi, con có chuyện muốn nói với dì. Có chuyện gì nói dì xem. Dì ơi, con cũng muốn đi học giống em đô la. Hả? Học cái gì mà học? Có biết đi học là tốn biết bao nhiêu tiền của không mà đòi đi học hả? Dì ơi, các bạn cùng độ tuổi của con đều được đi học mà dì, tại sao con không được đi học? Úi giời, nhà người ta thì giàu có, tiền bạc thiếu gì. Nhà mình thì báo việc, cơm còn không có mà ăn đây là học cái gì. Nhưng mà các bạn bảo đến trường vui lắm, con muốn đi học. Vui cái gì mà vui, ngày mai là hàng chót đóng tiền học phí cho em đô la, dì còn chưa có tiền học mà đóng cho em đây nè. Ăn lè lè lên, lát còn đi nhặt ve chai nữa. Nhặt nhiều ve chai vào nha, để bán lấy tiền mang về cho dì đóng tiền học cho em. Nhớ chưa? Yeah. Ăn cũng mất cả ngon đi. Bây giờ dì phải đi ra đầu ngõ làm tóc rồi làm móng tay móng chân về đi tiệc. Con nhớ khóa cửa cẩn thận rồi mới đi nhặt ve chai. Nhặt nhiều bán nhiều tiền mang về cho dì nghe chưa? Thôi mình không ăn nữa đâu. Mình phải đi nhặt ve chai đây. Để đóng tiền học phí cho đô la nữa. Không gì về gì la nữa. Mệt quá. Từ sáng đến chiều mà chưa nhặt được bao nhiêu. Mình phải nhặt nhiều lên, không gì về gì la mình mất. Giờ các bạn cùng trang lứa mình giờ đang học sung sướng, còn mình thì đứng đây nhặt ve chai từ nãy giờ. Mình ước gì mình cũng đi học giống như các bạn. Mệt quá, chắc hôm nay mình lại bị ốm rồi. Hôm nay nhặt từ sáng chiều mà bán được có 20 ngàn. Chắc hôm nay dì về dì la mình nữa. Mệt quá. Cho ăn với. Anh chờ em đô la. Ăn với bị ốm rồi. Hôm nay anh đi bán ve chai nên anh hơi mệt xíu thôi. Tại sao anh bán ve chai? Anh bán ve chai để anh đóng tiền học phí cho Lola. Lola cởi mũ với cởi cặp ra đi. Dạ. Chào hai đứa. Con chào gì? Con chào mẹ. Mẹ đi chờ về rồi nè. Lola đi học về rồi à? Dạ. Hôm nay Lola học có giỏi không? Giỏi đó mẹ. Thế Vinh thì sao? Hôm nay nhặt được ve chai bán được nhiều tiền không? Dạ hôm nay nhặt được có 20 ngàn thôi mẹ. Gì? Đi hết cả ngày mà được có 20 nghìn thôi hả? Đô la học giỏi không ta? Dạ có. Mẹ đi chợ về thưởng quà cho Đô la nha. Dạ. Nhớ.
nhìn đây nè, cái gì đây ta? Trưa. À, ván trưa. Rất là đẹp luôn, có đồ chó cứu hồ nữa đó con. Dạ. Bim bim bắp nè. Đi cầm con. Đây là cái quạt cầm tay. Cho con quạt khỏi nóng để đi học giỏi á. Đây là súng dây. Súng bắn nước. Đúng, súng bắn nước. Lát rồi bỏ nước vào để bắn nha. Dạ. Ừ. Rồi, đây là gì? Cung. Cung tên. Đúng, súng bắn cung. Con này là kiếm này con. Dạ. Quá trời luôn. Gì cho con với? Con lớn này chơi gì? Cái này là gì con? Xe cứu hỏa. À, xe cứu hỏa có vòi nước để xịt chữa cháy nè. Hộp bút nữa này con. Hộp bút nè. Để con đi học nha. Hộp bút của con cũ rồi đúng không? Đây. Đây là máy tính tiền. Là máy bán hàng tính tự động đúng không? Ừ. Ô tô. Rồi bất ngờ luôn nè. Wow. Đúng, kẹo Huba Huba nhiều màu sắc luôn á. Thích không con? Chị cho con một cái kẹo Huba đi gì? Con lớn này ăn cái gì? Cả ngày hôm nay nhặt được có 20.000, chưa xử tồi đó nha. Tha hồ đồ chơi luôn. Vui không cá? Vui. Ừ, con cứ học giỏi cái gì này cũng mua nhé. Dì ơi, sao dì mua đồ chơi nhiều cho đô la mà không mua đồ chơi cho con vậy dì? Có muốn biết vì sao không? Dạ. Muốn biết vì sao đúng không? Để dì nói cho bà nghe nè. Vì em đô la là con ruột của dì mà, nên dì thương em đô la là điều đương nhiên rồi. Giờ hiểu chưa? Dạ, thưa dì. Ừ, thôi bây giờ ngồi đây trong em để dì ra đằng sau kiểm tra xem đàn heo thế nào nghe chưa? Cô Lan ngồi chơi đi nha con. Ăn vui đừng vô. Em ngừng đồ chơi xe cứu hỏa ra em ngừng. Em xe ô tô em ngừng cái răng nè. Anh cảm ơn đô la. Ăn đi mi đi. Nhưng mà anh không ăn đâu, gì anh là không sao đâu. Thì em ăn với anh nha. Dạ không. Thơm quá. Ngon. Ngon đi. Em không ăn. Này 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 này. Trời ơi, dì mới ra đằng sau một cái là dành của em ăn đúng không? Nhưng mà em đô la cho con ăn mà. Phải không cả? Nhưng mà không phải đồ của mình thì không được lấy. Cái này là dì mua cho em đô la mà. Nhớ chưa? Từ lần sau trừ nha, không được nha. Dì không thương con của dì. Giỏi rồi đó, khách mình. Hư ghê luôn. Mày đút cho đô la ăn này đô la. Ngon lắm ạ. Tại sao? Tại sao gì không thương con? Mẹ ơi, mẹ dễ con đi. Ở đây, chị không có thương con gì hết. Mẹ ơi, mẹ dễ con đi.